Đây các bà đang đi qua thì cái nhiệt màu của nó sẽ có một cái ánh sáng ở trước này. Cái gì vậy bà nội? Xin chào bác, sau những cái video mà em đã đập phá rất là nhiều cái dòng đèn gầm, đi gầm của xe, và hôm nay thì em sẽ làm một cái video rất là chi tiết về tất cả các dòng đèn gầm mà GTR có, như F10, M1 và G1. Chào mừng các bác trở lại kênh Review Công Nghệ Phương Đông Âu Tù, em là anh Review. Và với cái màu sắc như thế này, chúng ta lựa chọn đây chính là cái màu sắc rất là vàng, đúng không ạ? Cái màu vàng phá xương này với cái màu sắc chúng ta nói về, thứ nhất là tôi nói về cái màu từ 2007 cho đến 3500 là màu nóng. Màu nóng này nó rất là đậm như này. Với cái màu sắc mà từ 4000 cho đến 5000 thì cái màu đấy là cái màu tự nhiên, 5500 tự nhiên, và từ 6000 trở lên là màu lạnh. Và những cái màu sắc như vậy chúng ta lựa chọn theo từng cung đường mà khách hàng sử dụng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi xem là cái dòng đèn của chúng ta khi mà test như nào nhá. Với 3 dòng đèn và 3 nhiệt màu khác nhau. Với F10 chúng ta sử dụng nhiệt màu là 3000, với G1 chúng ta sử dụng là 4200, và đối với M1 chúng ta sử dụng là 5500. Và đây là ánh sáng của F10. F10 thì chúng ta thấy này, ánh sáng nó rất là bám đường như này. Với 3000 thì cái môi trường ấy, chúng ta dùng môi trường gọi là mưa phùn hay là gọi là sương mù ấy, chúng ta đi cực kỳ an toàn luôn. Đối với dòng như này nó bám đường, cực kỳ bám đường như này. Và F10 chúng ta sử dụng, thứ nhất là chip của nó là 6 mắt chip LED này. Thứ hai, công suất của nó từ 35 cho đến 40W, nghĩa là dùng pha cốt. Chúng ta cả hai pha cốt, chúng ta dùng là 35W khi dùng cốt và pha là 40W. Và đối với cái lắc đo được ở đây, độ rộng của ánh sáng tỏa như ở đây thì nó chỉ có 6200 lumen thôi. Đó, một cái khá là cơ bản và rất nhiều khách hàng dùng cái dòng này lại cảm thấy rất là ok rồi đó. Và đây chính là cái ánh sáng này. Các bác để ý không? Tít được đi được kia kìa, rất là xa. Bây giờ chúng ta pha lên nhá. Với pha lên thì cái độ khoảng rộng của nó khi chúng ta hàng cây đây, cực kỳ rộng như này. Thì cái việc mà hàng cây như này thì nó tản nhiệt thế này ấy, cũng đồng thời nó cái độ phá xương của nó khá là tốt. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà bán rất chạy ở tại Phương Đông Ô Tô, cực kỳ hay đấy ạ. Ok ạ. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái dòng bi thứ hai, chính là cái dòng bi G1 các bác nhá. Vâng, và đúng lắp cái dòng bi thứ hai là G1 thì trời cũng đổ mưa rồi. Và đúng đổ mưa như này chúng ta mới thấy rằng cái chất lượng của dòng bi như nào ạ. Thì G1 là một trong dòng bi đắt nhất và tốt nhất. Với cái mắt chip LED của nó khi dùng là 6 cộng 1, nghĩa là khi chúng ta dùng cốt là 6 và cộng pha lên cộng thêm 1 nữa. Đồng thời cái dòng bi này, cái lumen cho nó được, lumen cho được là 12.000 lumen, rất là cao đúng không ạ? 12.000 lắc là một trong những cái độ rộng rất là cao như này. Đồng thời cái công suất, nghĩa là công suất của nó là 40W đến 50W, cực kỳ cao, cao nhất trong cái dòng phân khúc của bi đấy ạ. Và đương nhiên là chúng ta thấy ánh sáng của nó, wow, ánh sáng của nó rất là sáng. Đây là pha này. Với pha như này thì ánh sáng phía trước của nó, cái độ rộng rất là cao như này. Đây là một trong độ rộng, nó giống như độ rộng của một cái đèn pha đấy ạ. Đấy, độ rộng rất là cao, rất là rộng như này. Và ánh sáng, khi ánh sáng điểm vàng của nó, cái nhiệt màu sử dụng của nó là nhiệt màu 4300, là một trong nhiệt màu vàng, hơi vàng chanh, nhiệt màu của tự nhiên đấy ạ. Tự nhiên như vậy. Vậy là cái G1 là trong những dòng bi mà thực sự đánh giá rất là cao, cao nhất trong phân khúc của dòng bi hiện tại có trên thị trường bây giờ. Và với cái dòng bi như này thì việc chúng ta sử dụng với cái cung đường, ví dụ như là sương mù phá xương hay là trời mưa ở tối như này, chúng ta đều thể nhìn được một cách rõ ràng như này. Cực kỳ rộng, cực kỳ sáng luôn. Đây là một trong những dòng bi mà em đánh giá là một dòng bi tốt nhất hiện tại bây giờ các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy thêm dòng bi cuối cùng là dòng bi M1 các bạn nhá. Tuyệt vời luôn. Và đây sẽ là dòng bi cuối cùng của ngày hôm nay. Và với M1 thì nhiệt màu ta sử dụng là 5000. 5000 nhiệt màu nó sẽ hơi trắng một tí, nó cũng cái ngả vàng thôi, hơi trắng một tí. Và đây là một dòng bi gọi là rẻ nhất của trong phân khúc của chúng ta. Và với dòng bi này chúng ta sử dụng cái mắt chip LED là 6 và công suất của nó từ 35 đến 40W. Đồng thời sử dụng cái lắc khi đo được ấy, lắc phần ngang này đo được ấy, nó hiện tại đang là 6200 lắc. Đó. Và nhiệt màu như này. Đây các bà đang đi qua thì cái nhiệt màu của nó sẽ có một cái ánh sáng ở trước này. Đấy, hiển thị lại đấy thì chúng ta thấy rằng là cái nhiệt màu như này thì cũng là một trong những nhiệt màu nó khá là ok đúng không ạ? Nếu từ 6000 trở lên chúng ta cũng thấy nó sáng quắc anh cơ. Sáng trắng như vậy thì cái việc mà chúng ta bám đường là khó hơn đúng không ạ? Và với cái dòng bi của chúng ta hiện tại bây giờ ấy, nó sẽ có 3 nhiệt màu ta lựa chọn. Và nhiệt màu vàng này, đậm này, rồi màu cam, rồi màu trắng này, chúng ta lựa chọn những cái màu như vậy. Và đương nhiên những cái dòng bi của chúng ta lựa chọn ấy, thì hãy lựa chọn dòng bi của những đơn vị chính hãng như GTR. Thì thứ nhất là cái bảo hành này, thứ hai chất lượng sản phẩm này rất là cao cấp, và đơn vị mà Phương Đông Ô Tô
là một trong đơn vị lắp đặt cực kỳ chuyên nghiệp cũng như là cực kỳ nhanh, chuẩn xác cho tất cả các dòng xe. Dòng xe không có bi cũng sẽ có bi. Đó, không có bi chúng ta sẽ nâng cấp lên, tạo lên một cái khuôn hình giống như cái dòng xe chúng ta, và vẻ đẹp nó cực kỳ đẹp quá nhá. Chứ mà xấu ạ, vì vậy là cái chúng ta tăng ánh sáng lên bằng bi gầm cũng là một trong những cách mà chúng ta lựa chọn được các bạn. Và các bác hãy theo dõi Phương Đông Ô Tô, đồng thời những cái video Phương Đông Ô Tô đã tháo cái dòng bi đèn ra ấy, các bác hãy theo dõi để xem là cái chất lượng của dòng bi như nào, đồng thời đơn vị cung cấp ta như sau nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video Phương Đông Ô Tô, em đang review tất cả các dòng đèn xe. Cảm ơn các bác rất nhiều.